17. Quá tiền thò cấp thí y, quá hậu rút giới Giới cất chứa y cấp thí quá thời hạn Giải thích, cấp thí y là y được bố thí một cách gấp rút vì thí chủ có việc cấp bách phải đi xa hay là nhà họ có việc khẩn cấp cần phải giải quyết nên muốn làm lễ cúng y gấp để cầu công đức. 17.1 giới tướng âm giá tội đại thừa vị chúng sinh cố xúc nhiên tu như pháp tịnh thí nhược tỳ kheo ni thập nhật vị cánh hạ tam nguyệt chư tỳ kheo ni đắc cấp thí y tỳ kheo ni tri thị cấp thí y đương thọ thọ cánh nãi chí y thời ưng xúc nhược quá xúc giả ni tắc kỳ ba vật đề nghĩa thuộc về giá tội đại thừa vì chúng sinh cho nên được phép chứa, nhưng cần phải đúng như pháp thuyết tịnh. Nếu tỳ kheo ni trong ba tháng hạ còn mười ngày nữa mới mãn, khi ấy có y cấp thí, tỳ kheo ni biết là y cấp thí nên thọ, thọ rồi được cất đến hết thời hạn quy định. Nếu quá thời hạn, tỳ kheo ni ấy phạm tội ni tắc kỳ ba vật đề. 17.2 duyên khởi. Bây giờ, Đức Phật ngự tại nước Tỳ Lan Nhã. Có một người bà La Môn cũng tên là Tỳ Lan Nhã, nhà cũng ở tại nước ấy. Trước đó, người ấy có thỉnh Đức Phật để cúng dường trong ba tháng an cư. Đức Phật chấp thuận lời cầu thỉnh nên đến, nhưng vị bà La Môn đó lại quên. Do vậy, ông ta không biết Đức Phật đến. Vì thế, Đức Như Lai trong ba tháng kiết hạ chỉ dùng lúa ngựa. Sau khi an cư xong, Phật bảo tổ A Nan rằng, ông nên đến nói với bà La Môn Tỳ Lan Nhã, ta nhận lời ông ấy an cư ba tháng mùa hạ đã xong, nay sắp du hành trong nhân gian, xin nói cho ông ấy biết. Tổ A Nan vâng lời Phật dạy, lập tức đến nhà bà La Môn Tỳ Lan Nhã, nói lại những lời của Đức Phật. Nghe xong, bà La Môn tỳ lan nhã nhớ lại việc mình hứa thỉnh Đức Thế Tôn, nhưng đã lỡ quên. Trước đó, ông nghĩ mình đã từng thỉnh Đức Cụ Đàm và chúng tăng an cư kiết hạ trong thời gian 90 ngày. Thế mà suốt trọn mùa hạ là chẳng cúng dường. Vì thế, ông sinh lòng buồn rầu và rất đổi ăn năn người bà la môn ấy liền theo tổ a nan đến chỗ đức thế tôn Đầu mặt đảnh lễ dưới chân Phật, tỏ bày sự ăn năn của mình. Bây giờ Đức Thế Tôn vì bà la môn ấy nói pháp vi diệu, người bà la môn nghe rồi liền phát tâm hoan hỷ và cung thỉnh Đức Thế Tôn cùng chúng tăng nhận sự cúng dường của ông trong ngày mai. Đức Thế Tôn yên lặng. Người bà la môn đã được Phật nhận sự cúng dường trong ngày mai rồi liền đem tất cả số tiền dành cho sự cúng dường 90 ngày an cư mùa hạ để sắm đồ cúng dường trong một ngày. Ông dùng tất cả các thứ uống ăn ngon quý cúng dường lên Phật cùng chư tăng và đem ba chiếc y dâng lên Đức Phật. Riêng quý tỳ kheo mỗi vị được cúng dường hai chiếc y. Khi ấy, quý tỳ kheo nguyên vì Đức Phật chưa cho thọ y an cư nên không ai dám nhận lấy. Quý thầy đem việc đó bạch lên Đức Thế Tôn, Đức Phật cho phép quý tỳ kheo nhận y trong mùa hạ. Vì lúc đó dù Đức Phật cho nhận y nhưng chưa kiết giới. Bây giờ lục quần tỳ kheo nghe Đức Thế Tôn cho phép nhận y trong mùa hạ nên cả ba mùa xuân, hạ, đông thường đi xin y, an cư chưa rồi, quý vị đó cũng nhận y. Ở Ấn Độ ngày xưa chỉ có ba mùa, xuân, hạ, đông trong một năm. Bạc Năng Đà thích tử, an cư một chỗ xong. Nghe nơi khác an cư trong mùa hạ được lợi dưỡng rất nhiều, liền đi đến nơi ấy để thọ chia y. Lại còn đi đến những chỗ khác nhận y chia. Bạc Năng Đà ở các nơi được chia y, an cư trong mùa hạ thật nhiều. Bèn mang về kỳ hoàng tinh xá Quý tỳ kheo trông thấy liền hỏi, thì đáp rằng, chỗ nào có ăn cư trong mùa hạ được y, thì tôi đến nơi ấy để nhận y, nên mới được nhiều như thế. Quý tỳ kheo nghe, trong số đó có những vị thiểu dục tri túc, hà trách lục quần tỳ kheo và bạc nang đà thích tử, rồi đem việc đó bạch lên Đức Phật. Đức Thế Tôn do nhân duyên trên, cấm tất cả các tỳ kheo không được suốt ba thời xuân, hạ, đông thường đi xin y, cũng không được an cư chưa xong mà xin và thọ y, cũng không được an cư nơi này mà thọ phần y trong hạ ở nơi khác. Bây giờ trong nước xá vệ của vua Ba Tư Nặc có kẻ làm phản. Vua sai hai vị đại thần là Lê Sư Đạt Đa và Phú Na La đi dẹp loạn. Hai vị đại thần ấy suy nghĩ nếu đi dẹp loạn không biết có còn sống mà trở về hay không, cho nên khẩn cấp sắm sửa các thứ trai phẩm và các y vật bố thí cho chúng tăng, theo đúng như pháp an cư cúng dường. Quý tỳ kheo an cư chưa xong nên không dám nhận của cúng dường từ hai vị đại thần này. Đem việc đó bạch lên Đức Phật, Đức Thế Tôn vì nhân duyên trên nên kiết giới này lần thứ hai. 17.3 Cụ duyên Quá thời hạn trước, hội đủ năm duyên sau đây thì thành phạm tội. 1. Y cấp thí 2. Biết là y cấp thí 3. Quá hạn trước 4. Không nhân duyên 5. Lãnh thọ Quá kỳ hạn sau cũng hội đủ năm duyên thành phạm tội. 1. Y cấp thí 2. biết y cấp thí, 3. trong vòng 10 ngày, 4. không tác tịnh, 5. quá hạn. 17.4. Phạm Tướng. Như Tỳ kheo Ni, ý nghĩa danh từ Tỳ kheo Ni đã giải thích ở trước. Thập Nhật Vị cánh Hạ Tam Nguyệt, nghĩa là an cư mùa hạ chưa rồi, còn 10 ngày nữa mới đến hạn tự tứ như 16 tháng 4 bắt đầu an cư đến ngày 16 tháng 7 mới hết kỳ hạn, nhưng mới đến ngày mùng 5 tháng 7 thì gọi là còn 10 ngày nữa mới đến ngày tự tứ. An cư có hai hình thức, tiền an cư và hậu an cư. Nếu bắt đầu từ 16 tháng 4 cho đến ngày 16 tháng 7 thì gọi là tiền an cư. Nếu bắt đầu từ ngày 16 tháng 5 đến ngày 16 tháng 8 thì gọi là hậu an cư. Trong khoảng giữa hai thời gian trên, như bắt đầu ngày mùng 1 tháng 5 đến khoảng chừng mùng 1 tháng 8 gọi là trung an cư. Tổng cộng số ngày an cư là 90 ngày. Trong suốt thời gian an cư, chúng tăng phải cấm túc tại một chỗ, không được ra ngoài để tránh làm thương tổn các loài côn trùng thời gian an cư, chúng tăng phải lo tu học, rộng tụng kinh, luật, luận, giữ thân an tịnh, nhiếp tâm chánh niệm, cứ một năm an cư một lần, cho nên gọi là tọa hạ, tọa lạp, cứ một lần tọa hạ thì gọi là một lạp. Tỳ kheo ni không được phép kiết hạ an cư ở nơi không có tỳ kheo sẽ nói rõ trong Pháp đơn đề điều thứ 143. Chư tỳ kheo ni đắc cấp thí y. Cấp thí y nghĩa là thí chủ nhân. Vì có duyên sự ra đi hoặc là trong gia đình có việc khẩn cấp, vân vân Nên muốn thí y gấp để cầu công đức. Trong tỳ nại gia quyển 23 thuyết minh, cấp thí có 5 hình thức. Một, vì bản thân bị bệnh mà thí y. 2. Vì người khác bệnh mà thí y. 3. Sắp chết nên thí y. 4. Vì người quá cố mà thí y. 5. Sắp đi xa nên thí y. Khoảng thời gian 10 ngày trước hôm tự tứ là thời gian cấp thí y. Quý tỳ kheo ni được nhận y cấp thí, nếu không nhận thì mất cho nên gọi là cấp, tức là gấp rút, nhanh chóng. Tỳ kheo ni tri thị cấp thí y, đương thọ, thọ cánh, nãi chí y thời ưng súc. Y thời nghĩa là tự tứ xong, nếu không thọ kasina y thì được cất một tháng, nếu thọ kasina y thì được cất trong năm tháng. Còn mười ngày nữa tự tứ, nếu tỳ kheo ni được y cấp thí, biết là y cấp thí nên nhận, nhận rồi thì nên cất chứa trong 10 ngày. Đến khi tự tứ xong, nếu không thọ Kashina y thì được cất một tháng, nếu thọ Kashina y thì được cất 5 tháng. Nếu còn 9 ngày nữa đến tự tứ, thì Kheo Ni được y cấp thí, biết là y cấp thí nên thọ. Thọ rồi nên cất chứa trong thời gian 9 ngày đến tự tứ xong nếu không thọ casina y thì được cất chứa trong một tháng nếu có thọ casina y thì được cất chứa trong năm tháng lại tăng thêm một ngày nữa nếu còn tám ngày thì đến tự tứ thì kheo ni được y cấp thí biết là y cấp thí nên thọ thọ rồi nên cất chứa trong thời gian tám ngày đến tự tứ xong nếu không thọ Kasina y thì được cất y một tháng. Nếu có thọ Kasina y thì được cất y năm tháng, cộng thêm hai ngày nữa. Nếu còn bảy ngày nữa đến tự tứ, thì Kheo Ni được y cấp thí, biết là y cấp thí nên thọ, thọ rồi nên cất trong thời gian bảy ngày. Đến khi tự tứ xong, nếu không thọ Kasina y, thì được chứa y trong một tháng. Nếu có thọ Kajina y thì được cất chứa y trong năm tháng, cộng thêm ba ngày nữa. Nếu còn sáu ngày nữa đến tự tứ, tỳ Kheo Ni được y cấp thí, biết là y cấp thí nên thọ. Thọ rồi nên cất y trong thời gian sáu ngày. Đến khi tự tứ xong, nếu không thọ Kajina y thì được chứa y trong một tháng. Nếu có thọ Kasina y thì được cất chứa y trong năm tháng, cộng thêm 4 ngày nữa. Nếu còn 5 ngày nữa đến tự tứ, thì Kheo Ni được y cấp thí, biết là y cấp thí nên thọ, thọ rồi nên cất y trong thời gian 5 ngày, đến khi tự tứ xong, nếu không thọ Kasina y thì được chứa y trong một tháng, nếu có thọ Kasina y thì được cất giữ y trong 5 tháng cộng thêm 5 ngày nữa. Nếu còn 4 ngày nữa đến tự tứ, thì kheo ni được y cấp thí, biết là y cấp thí nên thọ. Thọ rồi nên cất y trong thời gian 4 ngày. Đến khi tự tứ xong, nếu không thọ Kasina y thì được chứa y trong một tháng. Nếu có thọ Kasina y thì được cất chứa y trong 5 tháng cộng thêm 6 ngày nữa. Nếu còn 3 ngày nữa đến tự tứ, thì kheo ni được y cấp thí, biết là y cấp thí nên thọ. Thọ rồi nên cất y trong thời gian 3 ngày. Đến khi tự tứ xong, nếu không thọ Kashina y thì được chứa y trong một tháng. Nếu có thọ Kashina y thì được cất chứa y trong 5 tháng, cộng thêm 7 ngày nữa nếu còn hai ngày nữa đến tự tứ thì Keoni ni được y cấp thí biết là y cấp thí nên thọ thọ rồi nên cất y trong thời gian hai ngày đến khi tự tứ xong nếu không thọ kasina y thì được chứa y trong một tháng nếu có thọ kasina y thì được cất chứa y trong năm tháng cộng thêm tám ngày nữa nếu qua ngày mai là đến tự tứ tỳ ni được y cấp thí biết là y cấp thí nên thọ thọ rồi nên cất y trong thời gian một ngày đến khi tự tứ xong nếu không thọ kasina y thì được chứa y trong một tháng nếu có thọ kasina y thì được cất chứa y trong năm tháng cộng thêm 9 ngày nữa như quá súc giả ni tắc kỳ ba vật đề quá súc nghĩa là quá thời hạn trước và quá thời hạn sau quá thời hạn trước tức là chứa y trước khoảng thời gian quy định là 10 ngày trước ngày tự tứ như còn 11 hay 12 ngày nữa mới đến ngày tự tứ quá thời hạn sau tức là chứa y quá thời hạn quy định một hoặc 5 tháng luôn cả số ngày tăng thêm thì phạm tội xả đọa y xả đọa này nên xả cho tăng hoặc cho nhiều người, hoặc cho một người, không được xả biệt chúng. Nếu xả không thành, thì phạm tội đột kiết la. Xả y rồi, trong tăng nên bạch nhị yết ma, trả lại y cho tỳ kheo ni này. Nếu không trả, tăng sẽ phạm tội đột kiết la. 17.5 Tinh chế Trong tỳ kheo ni tăng, lúc trả y lại, nếu có tỳ kheo hay tỳ kheo ni nào bảo đừng trả, người bảo đó phạm tội đột kiết la, hoặc đem làm tịnh thí, hoặc thọ làm ba y và y khác, hoặc sai cho người, hoặc thường xuyên đắp mặt, vân vân Tất cả đều phạm tội đột kiết la. 17.6 Kiềm chế Trường hợp là tỳ kheo thì phạm tội xả đọa ba chúng sao phạm tội đột giết la. 17.7 khai duyên. Những trường hợp không phạm được y cấp thí không quá thời hạn trước, không quá thời hạn sau, hoặc bị giặt cướp y, hoặc làm mất y, làm y cháy, hoặc y bị trôi, vân vân, quá thời hạn trước thì không phạm, hoặc tưởng y bị cướp, bị mất bị cháy, bị trôi, hoặc là đường xá có hiểm nạn, không lưu thông, hoặc là bị giặc giả, ác thú, hoặc nước sông lên cao, hoặc bị vua, quan bắt trói nhốt, có nạn mạng, phạm hạnh nạn, hoặc vị tỳ kheo ni nhận gửi y kỳ chết, hoặc đi xa, hoặc xả giới, hoặc bị giặc bắt, hoặc bị ác thú làm hại, hoặc bị nước cuốn trôi, vân vân. Những trường hợp trên quá thời hạn sau đều không phạm. 17.8 Tập giải Luận về người đệ tử xuất gia phải lấy sự thiếu dục tri túc làm bổn hoài, không được cầu nhiều tài vật, không được tham lam lợi dưỡng. Nếu y phục quá nhiều thì trở ngại cho việc tu hành, vì thế nên cần phải tri túc, đừng do tâm tham trước nhận lấy đồ vật chỉ cầu vừa đủ mà thôi, không được lấy nhiều, không được cầu đồ đẹp, không chứa những vật vô dụng, không được tích chứa mền nệm cho nhiều. Xa lìa tâm tham, quên hẳn lợi dưỡng, xa lìa phiền não, đừng để cho ngoại vật làm chướng ngại ràng buộc. Phải tu học theo pháp thiểu dục tri túc. Như trong Thành Thật Luận Quyển 14 Thuyết Minh, hỏi Tại sao hành giả phải tu học pháp thiểu dục tri túc? Đáp, vì sự giữ gìn gặp nhiều quá hoạn, lại nữa, xúc tích những vật vô dụng là tướng ngu si, người xuất gia không nên xúc tích tài vật nhiều, nếu xúc tích nhiều thì giống với bạch y, vì những lỗi ấy, cho nên phải tu tập pháp thiểu dục tri túc. Lại nữa, hành giả nếu không tu tập pháp thiểu dục tri túc, thì lòng tham dần tăng trưởng, vì tham tài lợi mà mong cầu những điều không đáng mong cầu, lại vì tham cầu tài lợi cho nên không bao giờ được sự an ổn, vì tâm tham đắm quá sâu, là người xuất gia thì phải dứt bỏ sự ưa thích, nhưng vì tham lợi cho nên quên mất việc làm của mình, do sự tham muốn tài lợi mà không thể xa lìa các thứ phiền não, tại sao thế? vì vật bên ngoài còn không thể xa lìa, huống gì là ước muốn bên trong. Phải nhận thức rõ lợi dưỡng là thứ suy não, cũng như mưa đá tàn hại lúa thóc, cho nên người xuất gia cần phải tu tập pháp thiểu dục tri túc. Phải nhận thức rõ những vật bố thí khó lòng đền trả, khác nào mắc nợ mà không thể trả nợ, về sau phải bị khổ não, càng phải thấy rõ lợi dưỡng là Phật mà các bậc thiên nhân như chư Phật, Bồ Tát vân vân đều vất bỏ. Như Đức Phật tự nói, ta không gần lợi dưỡng, lợi dưỡng đừng gần ta. Người tu hành đầy đủ các pháp lành cho nên vứt bỏ được lợi dưỡng. Đức Phật cũng từng dạy, chư thiền còn chưa ra khỏi được sự ham muốn, xa lìa sự ham muốn, được vui tịch diệt, được vui chân trí như ta đã chứng đắc vì thế nên phải xa lìa lợi dưỡng tôn giả xá lệ phất nói ta khéo tù vô tướng do tu trì pháp quán không tam muội mà đối với tất cả vạn vật bên ngoài ta xem nó như đàm giải lại nữa người tu hành nếu không nhàm chán sự lãnh thọ và ham muốn thì không khác gì người uống nước muối không thể nào hết khác được. Thế cho nên, người xuất gia phải xuyên cầu trí huệ là đầy đủ. Lại thấy những người đa dục thường khởi tâm mong cầu, cầu nhiều mà được ít, cho nên luôn bị khổ não. Lại thấy những người khất cầu bị người khác khinh khi, không sinh lòng kính ngưỡng như những người thiểu dục. Lại nữa, người xuất gia nên biết cầu nhiều là điều không nên làm người khác cho nhưng ta không nhận, đó là việc thích hợp, thế cho nên cần phải thực hành pháp thiểu dục tri túc. Vì thế, Đức Thế Tôn dạy các đệ tử phải lấy thiểu dục tri túc làm bản hoài, khiến cho những người tu học phải chuyên tâm lo việc chánh, như ngồi thiền, tụng kinh, niệm Phật, lễ sám, vân vân Mong cầu sớm đến được cảnh giới Niết Bàn. Cho nên sau khi kiết hạ an cư cũng hạn chế thời gian thọ y không nên tùy ý chứa nhiều. Nếu chứa nhiều thì không khác gì người bạch y và chính do sự trích chứa nhiều ấy làm tăng thêm khổ sinh tử luân hồi khó thoát ly bể khổ. Thế cho nên Đức Phật chế giới không được thọ nhận cất chứa y quá thời hạn quy định trước và sau. Phép tắt ba tháng an cư mùa hạ có giải thích rõ trong luật hôm nay tôi xin lược thuật như sau để quý vị biết khái quát